Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về bên em. Hôm nay em xin phép được giới thiệu đến các bác 6 bộ mic bãi ngon bổ rẻ để dành cho karaoke gia đình. Và dòng này thì những anh em nào đi làm xô chậu nhỏ đều có thể sử dụng được nhé. Đấy, đây là dòng mic bãi thương hiệu JDS. Đấy, theo em được biết thì JDS này là một thương hiệu của Đài Loan các bác nhé. JDS này là một thương hiệu mic của Đài Loan. Đây, những cái mic của Đài Loan này người ta rất là hay sử dụng cái côn mic như này. Đấy, nổi tiếng nhất bây giờ, hot nhất bây giờ đang ở trên thị trường là đang cái dòng Bayer đấy. Đấy, cũng sử dụng rất nhiều cái côn mic như này. Tất cả những cái dòng mic bãi làm qua, những cái dòng mic mà dùng côn này thì mic nào cũng hay hết. Tiếng rất là bay, nhẹ, dễ hát. 6 bộ này rất là đẹp các bác nhé. Đấy, em đã dán đề can nổi bộ nào cũng đều nhau hết. Đấy, các bác nhìn này, trong ruột gan này. Đấy, cái nhựa của tay mic này vẫn còn rất là mới. Đây là những cái này là những cái vết bẩn đấy các bác nhé, những vết bẩn này. Đấy, và bên kia người ta dùng pin sạc, thế nên là cứ mỗi cái tay pin nào nó cũng bị gãy một cái lẫy này. Nhưng ô pin lắp chui vào là rất là chặt các bác nhé, không lắc, không có kêu cái gì cả. Đây là dòng mic 6 số các bác nhé. Đấy, dòng mic 6 số, sóng xa được 3-40 mét. Những anh em nào mà đi làm xô, những cái xô nhỏ đấy mà chạy loang quang trong vòng 3-40 mét thì vẫn làm ok các bác nhé. Tiếng rất là hay. Đây các bác nhìn này, em toàn bộ cái đầu chụp, toàn bộ cái đầu chụp là em thay hết cho các bác rồi. Hơi cũ, hơi sứt sẹo tí là em bỏ ngay. Em thay cái đầu chụp của Bayer vào. Đấy, nhìn là rất đẹp và sang. Đấy, và lại vệ sinh nữa. Đọc cái đôi đầu chụp này không đã 200.000 rồi. Và cái bộ mic này em bán cho các bác với giá là 1.500.000, bao ship và tặng kèm đầy đủ dây rác chống lăn. Rác là rác 6 ly các bác nhé. Đấy, còn chất âm thì em bao hay các bác rồi. Các bác mua mic của bên em thì các bác yên tâm là hai tay mic lúc nào cũng đều nhau. Và chất lượng côn mic thì còn gần như là tuyệt đối. Tại vì em làm mic rất là lâu năm rồi. Đến là những cái test mic này là em test rất là chuẩn cho các bác. Đây, test tiếng cho các bác nghe nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ có 6 bộ các bác nhé, giá là 1.500.000 bao ship. Ở đây em quay chi tiết cái nội thất đầu thu cho các bác xem nhé. Đây có một cái này phải mở ra là tại vì có một con rán nó chui đây, tí phải mở ra để lấy ra cho các bác. Đấy, toàn bộ linh kiện này, toàn bộ tụ là sử dụng tụ nhôm này. Đấy, linh kiện nó chất như này thì làm gì có chuyện nó không hay được. Đấy, những cái hàng bãi, hàng công ty ấy, người ta làm linh kiện nhìn rất là khôn. Cái này thì volume tôi nhỏ nó nằm ở đằng sau các bác nhé. Đấy, hai volume tôi nhỏ đằng sau, nó cũng đầy đủ các kết nối 6 ly cho gia đình này. Có anh em sự kiện thì chơi rắc Canon này. Và hai cái volume đằng sau này rất nhiều bác hỏi nhé. Hai cái volume này là chỉnh xa gần của sóng đấy các bác nhé. Đấy, sóng cứ, nếu mà các bác dùng thì ở đâu cũng các bạn cứ vặn tối đa lên. Đấy, thì sóng nó sẽ được xa nhất. Còn tay mic này mà khi các bác sử dụng ở trong gia đình ấy, thì các bác gạt về cái nước low này. Low này là sóng gần đấy, thì nó sẽ tiết kiệm pin một chút. 1, 2. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.